Ngày thứ 153 chiến sự, Nga không kích dồn dập cảng Ukraine. Quân đội Ukraine tố Nga liên tiếp không kích công trình và cơ sở hạ tầng cảng biển ở Odessa và Mykolaiv, bất chấp thỏa thuận ngũ cốc vừa ký. Tại Odessa, một số tòa nhà ở các ngôi làng ven biển ngày 26 tháng 7 bốc cháy sau khi trúng tên lửa Nga, theo Bộ Chỉ huy tác chiến Ukraine. Tại Mykolaiv, cơ sở hạ tầng cảng biển cũng đã trở thành mục tiêu tấn công, bất chấp thỏa thuận mà Moscow và Kiev đã ký tuần trước nhằm cho phép xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng ở Biển Đen. Nga tuyên bố tập kích cảng Odessa nhằm tiêu diệt các mục tiêu quân sự ở đây, trong đó có tàu chiến và tên lửa diệt hạm Harpoon. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Anh cho hay không có dấu hiệu cho thấy tàu chiến Ukraine hay các tên lửa chống hạm Harpoon xuất hiện ở cảng Odessa như những gì Moscow tuyên bố cuối tuần qua. Nga coi tên lửa chống hạm Harpoon phương Tây chuyển cho Ukraine là mối đe dọa chính đối với hạm đội Biển Đen của họ. Theo Bộ Quốc phòng Anh, loại vũ khí này đã cản trở kế hoạch tác chiến tổng thể khi Nga không thể thực hiện các chiến dịch đổ bộ để kiểm soát Odessa. Bởi vậy, Anh cho rằng Nga thời gian tới sẽ tiếp tục ưu tiên các nỗ lực làm giảm suy giảm hoặc phá hủy khả năng chống hạm của Ukraine. Vài giờ sau cuộc không kích dồn dập, Kirill Stremyshov, quan chức do Moscow bổ nhiệm ở miền nam Ukraine, cho biết các khu vực Odessa và Mykolaiv sẽ sớm được lực lượng Nga giải phóng, giống như những gì đã xảy ra ở Kherson. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh Moscow sẵn sàng đàm phán với Kiev về chấm dứt chiến tranh, dù ông nói rằng các đồng minh phương Tây của Ukraine phản đối thỏa thuận. Chúng tôi không bao giờ từ chối đàm phán, bởi mọi người đều biết rằng bất kỳ sự thù địch nào cuối cùng sẽ kết thúc trên bàn đàm phán. Ông Lavrov nói trong chuyến thăm Uganda hôm nay thêm rằng các cuộc thảo luận đã đình trệ kể từ lần hai bên gặp nhau ở Istanbul hồi cuối tháng 3. Văn phòng Tổng thống Ukraine hôm nay cho biết các cuộc pháo kích của Nga trong 24 giờ qua đã khiến 3 dân thường thiệt mạng và 8 người khác bị thương. Tại khu vực Donetsk ở miền đông Ukraine, nơi chứng kiến giao tranh ác liệt những tuần gần đây, các cuộc pháo kích tiếp tục diễn ra dọc khu vực tiền tuyến, bao gồm các thành phố lớn nhất khu vực như là Bakhmut, Avdiivka và Toretsk. Tỉnh trưởng Donetsk Pavlo Kirilenko cáo buộc quân đội Nga sử dụng đạn chùm và tiếp tục kêu gọi dân thường sơ tán. Không còn một nơi nào an toàn, mọi thứ đều đang bị bắn phá, nhưng vẫn có những con đường sơ tán cho dân thường, ông Kirilenko nói. Viện nghiên cứu chiến tranh ở Mỹ cáo buộc Moscow đang sử dụng nhân viên công ty an ninh tư nhân Wagner Group để đánh chiếm nhà máy điện Vuleda ở ngoại ô làng Novoluhansk. Nhưng Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng Nga chỉ đạt những thành công hạn chế ở đây, Nga chưa bình luận về thông tin này. Trọng tâm chính của Nga hiện tại là kiểm soát Bakhmut, nơi được xem như cửa ngõ để giúp Nga tiến quân vào các thành trì chính của Donetsk gồm Slovyan và Kramatorsk. Lực lượng Nga đã đạt được những bước tiến nhỏ ở phía nam Bakhmut, nhưng không thể tận dụng thành công lợi thế này để kiểm soát toàn bộ thành phố, Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết. Lực lượng Nga cũng tiến hành các cuộc tập kích vào cơ sở hạ tầng dân sự ở Kharkov, thành phố lớn thứ hai Ukraine và vùng lân cận ở phía đông bắc. Tỉnh trưởng Kharkov Oleg Zinyahubov nói các cuộc tập kích đã được nối lại vào rạng sáng ngày 26 tháng 7, khiến một đại lý ô tô hư hại nặng. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nói Moscow muốn người dân và đất nước Ukraine khuất phục hoàn toàn. Chúng ta phải chuẩn bị cho cuộc chiến có thể kéo dài nhiều tháng mà Nga đang tiến hành một cách quyết liệt, bà Baerbock nói. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht cho biết Berlin đã chuyển các hệ thống rocket phóng loạt Mars-2 cùng 3 khẩu lựu pháo cho Ukraine. Đức trước đó đã chuyển giao 5 hệ thống pháo phòng không tự hành Jotat cho Ukraine. Các nước Liên minh châu Âu EU hôm nay cũng thông qua kế hoạch tự nguyện cắt giảm 15% lượng tiêu thụ khí đốt trong mùa đông nhằm giảm tác động từ nguồn cung của Nga. Động thái được EU tiến hành sau khi tập đoàn Gazprom của Nga thông báo ngừng hoạt động thêm một tua bin tại trạm nén khí Potoveya thuộc hệ thống Nord Stream 1 sau khi đánh giá tình trạng kỹ thuật của thiết bị. Cùng ngày, Anh áp thêm lệnh trừng phạt với 2 quan chức chính phủ Nga phụ trách về tư pháp và 2 quan chức do Nga bổ nhiệm ở miền đông Ukraine. Dmitry Peskov, người phát ngôn Điện Kremlin, nói các nước phương Tây đang chạy đua để đối phó Nga, nhưng họ không còn biện pháp gây áp lực hiệu quả nào với nước này. Nga cũng tuyên bố sẽ rút khỏi trạm không gian quốc tế ISS sau năm 2024 và tập trung xây dựng một trạm vũ trụ riêng, động thái cho thấy căng thẳng giữa Moscow và phương Tây ngày càng leo thang trên nhiều mặt trận.